Các bạn thân mến, trong danh sách 31 thành viên của đội tuyển quốc gia lần này có 3 tân binh mới. Nếu như Tuấn Hải thuyết phục được bạn luyện bằng khả năng chuyên môn của mình, Lê Tiến Anh là một sự bất ngờ cực kỳ thú vị nhưng thực sự là cần thiết bổ sung cho tuyến giữa, thì sự góp mặt của Trương Văn Thiết lại là một sự khó hiểu nhất, bất ngờ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Trương Văn Thiết là ai và vì sao Trương Văn Thiết lại được gọi tập trung lần này. Các bạn thân mến, Trương Văn Thiết là một cầu thủ đến từ trung tâm bóng đá đào tạo Viettel và cá nhân tôi cũng đã có một quá trình khoảng 3 năm đến 4 năm làm việc với cầu thủ này. Thế nên ngày hôm nay thì chắc chắn là cá nhân Phương Nam cũng sẽ có những câu chuyện thú vị liên quan đến Trương Văn Thiết để kể cho quý vị nghe Trương Văn Thiết là ai và vì sao bạn ấy lại có mặt ở đội tuyển quốc gia lần này. Trương Văn Thiết sinh năm 1995 và Trương Văn Thiết là cầu thủ cùng lứa với Bùi Tiến Dũng. Nhưng có một điều thú vị đó là cũng giống như trường hợp của Lê Tiến Anh và Hoàng Đức, ở những đội trẻ 15, 17, 19 của Viettel thì Trương Văn Thiết mới là người đá chính chứ không phải là Bùi Tiến Dũng. Bởi vì sao? Thời điểm đó Trương Văn Thiết có sự phát triển tốt, có được khả năng và kỹ năng chơi bóng hết sức toàn diện ở vị trí trung vệ. Thời điểm đó Bùi Tiến Dũng vẫn còn phải đang khó khăn khẳng định vị trí của mình và thậm chí là có rất nhiều thời điểm ở các đội trẻ của Viettel Bùi Tiến Dũng phải đá hậu vệ trái và phải ngồi trên băng ghế dự bị. Vì sao Trương Văn Thiết lại có sự tiến bộ và có sự khẳng định như vậy? Thì chúng ta sẽ ngược dòng thời gian về với năm 2009. Đó là năm đầu tiên mà Trương Văn Thiết gia nhập trung tâm bóng đá Viettel. Đó là một mùa hè đầy nắng ở Mỹ Đình. Lúc đó, trung tâm bóng đá Viettel còn chưa có trụ sở chính thức và phải thuê lại của trung tâm Mỹ Đình. Và người đã trực tiếp tuyển Trương Văn Thiết trong cái đợt tuyển chọn đó là anh Thanh Hải, phó giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá Viettel cùng với huấn luyện viên Đức Thắng. Vẫn là huấn luyện viên Đức Thắng rất có duyên với công tác đào tạo trẻ của trung tâm bóng đá Viettel. Lúc đó thì Văn Thiết đã 14 tuổi và đó là lứa tuyển chọn cầu thủ bổ sung cho các lứa trẻ của trung tâm bóng đá Viettel. Và từ cái đợt bổ sung này, chúng ta đã có được những cầu thủ như Trương Văn Thiết, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Trâm, Duy Thường, Quảng Thế Tài. Đó chính là lứa cầu thủ mà hiện nay đang thi đấu ở V-League cho Viettel. Gia nhập Viettel năm 14 tuổi, nhưng ngay tức cầu thủ đến từ Bá Thước đã thể hiện được khả năng thực sự của mình. Lúc đó Trương Văn Thiết đã có thể hình tốt hơn các đồng đội của mình và cậu ấy đã hòa nhập rất nhanh và chiếm được vị trí trung vệ chính thức. Thời điểm đó, khi mà ngày đầu tiên tôi tiếp xúc với Trương Văn Thiết, năm 2009 thì cũng là năm tình cờ tôi giải nghệ với sự nghiệp cầu thủ và chuyển sang công tác huấn luyện. Và năm 2010 thì là 5 tháng đầu tiên tôi bắt đầu làm việc với Trương Văn Thiết. Lúc đấy người cậu ấy rong ròng cao, chơi bóng kỹ thuật điềm tĩnh. Đây là một mẫu trung vệ không phá bóng mà chơi bóng bằng đầu óc. Kỹ thuật cá nhân của bạn ấy cũng rất là tốt, kiểm soát trái bóng và thực hiện những đường truyền, phát động tấn công tương đối hoàn hảo. Một trong những cầu thủ cho thấy dáng dấp của một cầu thủ trung vệ chơi bóng đá hiện đại. Và những quá trình phát triển tiếp theo của Trương Văn Thiết ở những lứa U15, U17 Viettel và sau đó là U19 Viettel, đặc biệt là màn trình diễn tốt của Trương Văn Thiết ở những giải đấu như vậy đã lọt vào mắt xanh của thầy Yom cùng với ban huấn luyện U19 Việt Nam. Lúc đó có nòng cốt là Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Và Trương Văn Thiết đã là thành viên chính thức của U19 Việt Nam và bạn ấy đã có những giải đấu xuất sắc. Đó ví dụ như vòng loại U19 hay đặc biệt là giải đấu Nutifood diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh với những đội U19 nổi tiếng như AS Roma, Tottenham hay là U19 Nhật Bản. Đó là một giải đấu mà Trương Văn Thiết đã thể hiện được khả năng của mình. Bạn ấy cùng với Đông Triều trở thành cặp trung vệ chính thức của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đó. Rất nhiều những nhà báo, những nhà chuyên môn đã đánh giá rất cao Trương Văn Thiết ở thời điểm đó. Bởi vì chúng ta biết rằng tuyến trên của Hoàng Anh Gia Lai là kỹ thuật, là phù hợp, là quyền soát bóng. Nhưng ngược lại tuyến dưới, nhờ có sự góp mặt của Trương Văn Thiết mà đội tuyển U19 Việt Nam thời kỳ đó có được chất thép và sự vững vàng ở tuyến dưới để tạo nên một tập thể đồng bộ và một tập thể thống nhất. Một tập thể đã thi đấu rất hay và mang lại rất nhiều tình yêu cũng như là niềm tin của người hâm mộ. Cũng từ Nutifood, sự nghiệp của Trương Văn Thiết cùng với một trung vệ khác ở đội tuyển Việt Nam là Hoàng Văn Khánh đã thay đổi chính ở giải đấu Nutifood này. Hoàng Văn Khánh thì phạm lỗi với một tiền đạo của Tottenham và vô tình khiến cho cầu thủ này bị gãy chân và ngay sau đó cũng bị bán luyện của đội tuyển U19 Việt Nam cùng với Bầu Đức loại ra khỏi danh sách đội tuyển. Và sau đó bạn ấy cũng rất khó khăn trong quá trình trở lại của mình. Và Trương Văn Thiết cũng là trường hợp thứ hai. Mặc dù những thông tin có được
mà chúng tôi tham khảo từ ban luyện và những thành phần của ban luyện của U19 Việt Nam ở thời kỳ đó, thì có lẽ là cái thái độ tập luyện, cái thái độ thi đấu của Trương Văn Thiết ở thời điểm đó không thực sự tốt, đã có những sự chững lại, đã có những biểu hiện của ngôi sao khiến cho Trương Văn Thiết không thể góp mặt ở đợt tập huấn tiếp theo. Và từ đó chúng ta thấy được những sự nghiệp, những con đường đi lên đi xuống khác nhau của những người đồng đội ở trong màu áo U19 của Trung tâm bóng đá Viettel. Bùi Tiến Dũng thì nắm bắt cơ hội, sau đó trở thành một thành phần không thể thiếu của U19 quốc gia, và sau đó là góp mặt ở U21, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong khi đó thì Trương Văn Thiết cứ đi dần xuống và không một lần nào trở lại trong màu áo của các đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia. Văn Thiết vẫn đóng phần là một thành phần quan trọng trong màu áo của câu bộ Viettel trong quá trình thi đấu ở giải hạng nhì, giải hạng nhất và V-League. Nhưng có một điều mà chúng ta cảm thấy tiếc cho cầu thủ này. Khi xem Văn Thiết thi đấu thì người ta vẫn đánh giá rằng đây là một cầu thủ chất lượng, một cầu thủ chơi thông minh, một cầu thủ có đầy đủ những phẩm chất của một người có thể chơi bóng đỉnh cao. Nhưng theo dõi Trương Văn Thiết trong những năm gần đây thì có một điều tôi có thể khẳng định, đó là thể lực của Trương Văn Thiết không tốt. 2 năm thi đấu gần đây ở V-League, bạn ấy chỉ thi đấu được đầy đủ 90 phút có một trận đấu thôi, đó chính là trận đấu với Thanh Hóa. Còn tất cả những trận đấu khác, Trương Văn Thiết đều không thể đảm đương được thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu. Đó là một thông số mà bất cứ ai có thể tra Google hay Soccerway thì đều có thể thấy được điều này. Và hỏi Văn Thiết tại sao thì Văn Thiết có nói rằng Văn Thiết luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những chấn thương. Và đây cũng là một cầu thủ có số phận khá long đong lận đận. Cứ bắt đầu vào mùa giải thì lại chấn thương và không có được những sự chuẩn bị tốt nhất trong giai đoạn tập huấn. Thi đấu một vài trận thì rồi lại chấn thương. Những chấn thương cơ bản nhất của Văn Thiết đó là chấn thương mắt cá, hai mắt cá, cùng với đó là sụn đầu gối. Và cái sợi cơ của Trương Văn Thiết cũng không thực sự tốt, thế nên cũng thỉnh thoảng cũng diễn ra những trường hợp căng cơ, giãn cơ. Và đó là điều mà khiến cho Trương Văn Thiết không có được nền thể lực thực sự tốt để tham gia đầy đủ những trận đấu của Viettel. Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là tại sao Trương Văn Thiết lại lọt vào mắt xanh thầy Park? Thực ra mà nói thì có lẽ Văn Thiết là một cái tên mà thầy Park đã để ý trong nhiều năm gần đây. Thứ nhất là Thiết đá cho Viettel, và Viettel thì ở ngay Hà Nội rất gần với thầy Park. Thầy Park có thể quan sát bạn này trong rất nhiều những trường hợp, những hoàn cảnh khác nhau. Và chúng ta cũng nhớ rằng năm 2020 thì Viettel được dẫn dắt bởi thầy Lee, cũng là một trong những huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc và cũng có mối quan hệ rất thân thiết với thầy Park. Có lẽ là cũng đã có những sự trao đổi và sự tư vấn. Và tôi cũng xin khẳng định rằng nếu như nhắc về trình độ chơi bóng, kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật thì Trương Văn Thiết không thua kém ai ở những tuyển thủ quốc gia ở vị trí này. Nhưng vấn đề duy nhất của Trương Văn Thiết lúc này là thể lực. Đó là trong quãng thời gian gần đây ở AFC Cup thì Trương Văn Thiết đã thể hiện trình diễn một phong độ tương đối tốt. Và chúng ta hãy nhớ rằng đó là thời điểm mà Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải mới trở về sau vòng loại thứ hai, thể lực chưa đảm bảo, thì Văn Thiết đã có một màn trình diễn tốt ở một số trận đấu ở AFC Cup. Và cho dù là bạn ấy vẫn chưa thể thi đấu đầy đủ 90 phút, nhưng những phút thi đấu trên sân, Thiết đã chơi tốt. Và có lẽ điều này đã được thầy Park và thầy Lee quan tâm. Và đợt này sẽ là một đợt mà Trương Văn Thiết được gọi lên để kiểm tra xem sự hòa nhập của anh với lối chơi 3-4-3 ở đội tuyển đến đâu, khả năng hòa nhập của Trương Văn Thiết thế nào và kỹ năng chơi bóng của bạn ấy được thể hiện ra sao khi được chơi với những người đồng đội có chất lượng cao. Và cùng với đó cũng sẽ là những bài test thể lực xem Trương Văn Thiết có đạt được yêu cầu về mặt thể lực đối với đội tuyển hay không. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị tốt nhất về tất cả mọi mặt sinh hoạt, bồi dưỡng, dinh dưỡng và tất cả mọi thứ, cùng với đó chế độ tập luyện, Trương Văn Thiết sẽ có được cơ hội thử sức lại với màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khoảng 7 năm giãn cách. Cũng với sự trao đổi với Trương Văn Thiết ngày hôm qua thì Thiết cũng nói với tôi rằng thứ nhất đó là một sự bất ngờ, cậu ấy cũng không nghĩ rằng mình có thể được gọi lên đội tuyển. Và thứ hai đó là sự quyết tâm, sự thoải mái. Có lẽ là với những trường hợp như Trương Văn Thiết, như Lê Tiến Anh, như Tuấn Hải thì cái điều mà họ có được lúc này đó là niềm vui và niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Không có bất cứ một sự áp lực nào, không có bất cứ một gánh nặng nào bởi sự kỳ vọng, bởi vì họ chẳng có gì để mất cả. Những gì mà họ có được đều là niềm vui, đều là sự khát khao và được cơ hội có khả năng cống hiến hết mình. Và đó sẽ là những thứ mà nếu như biết nắm bắt tốt thì nó sẽ là một lợi thế vô cùng lớn với những tân tuyển thủ quốc gia. Các bạn thân mến, vừa rồi là câu chuyện liên quan đến tân tuyển thủ quốc gia Trương Văn Thiết của câu lạc bộ Viettel. Thiết thì bất ngờ
nhưng cũng đã sẵn sàng cho những quá trình chinh phục đầy khó khăn sắp tới. Và lần này Thiết tỏ ra rất quyết tâm, kể cả về mặt thể lực, anh ấy cũng sẵn sàng cố gắng để vượt qua những bài test, những bài kiểm tra của ban luyện để có thể góp mặt cùng đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung lần này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem sự thay đổi của Trương Văn Thiết như thế nào trong đợt tập trung lần này. Chúng ta hãy nhớ rằng cách đây 7 năm đã có những sự khác biệt khi mà Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thiết đã có những sự xoay chiều. Lần này Trương Văn Thiết thì được góp mặt và vẫn có người đồng đội Bùi Tiến Dũng ở đó, và đó sẽ là chỗ dựa, đó sẽ là sự động viên để Trương Văn Thiết cùng với Bùi Tiến Dũng sẽ cùng nhau cố gắng để cùng nhau góp phần đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng ta hy vọng rằng Trương Văn Thiết sẽ có sự trở lại đầy ấn tượng ở đợt tập trung lần này. Các bạn thân mến, đó là một câu chuyện thú vị liên quan đến những cầu thủ của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những tuyển thủ. Hy vọng rằng Phương Nam Analyze, Phương Nam YouTube sẽ mang lại cho quý vị nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa liên quan đến cuộc sống, đời sống và những tiểu sử liên quan đến cá nhân cầu thủ, có những thứ mà các bạn không biết về các tuyển thủ này. Lần này thì là Trương Văn Thiết, còn lần sau sẽ là những nhân vật khác. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích, sẽ like, sẽ share và subscribe kênh của Đạo Phương Nam Official. Chúng ta sẽ cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến bóng đá. Còn bây giờ Phương Nam phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đạo Phương Nam Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.